Trên này là có lỗ tai này màu xanh lá ha, xanh lá cây, màu vàng, nó cũng có thể là thay đổi màu nha anh chị và các bạn. Nói chung là những cái mẫu mã này nhìn rất là hấp dẫn ha. Chào các bạn và anh chị, hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm một số cái mẫu nữa, bóng phao ha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật bốn cái mẫu này, nó cũng khá là đẹp á. Thì thứ nhất mình sẽ cập nhật đó là mẫu này mẫu gì. Đây là mẫu con tròn nha anh chị các bạn. Con tròn thì nó cũng hơi bị to và hơi bị dài á, anh chị nhìn ha, nó cũng hơi bị dài ha. Đây thì cái mẫu này nó chỉ có một màu thôi, nó chỉ có một màu nha anh chị các bạn. Hiện tại thì chỉ có một màu, nhưng mà sau này không có màu nào hay không thì không biết, khi nào có màu khác thì mình sẽ cập nhật cho các bạn và anh chị xem ha. Đây anh chị nhìn sơ nét qua quần rồi ha, như thế này là nó rong rối 12 con, một cục này là 12 con nha anh chị các bạn. Đó 12 con. Tiếp theo mẫu này là mẫu con chó tim ha. Con chó nó đeo lục lạc hình trái tim các bạn ha, gọi là chó tim ha. Thì kích thước em đã cập nhật trên website rồi, anh chị có thể cập nhật website để xem kích thước ha. Hơi bị dài á. Ở đây cho anh chị xem cái mẫu thôi. Đây. Lông mũi ha. Cũng khá dễ thương. Một cục như thế này nó cũng là 12 con nha anh chị các bạn. Lưu ý giùm em ha. Một cục là đóng gói 12 con ha. Đó. Rồi, tiếp theo mẫu này mẫu gì đây? Anh chị các bạn nhìn ra mẫu gì không? Đây anh chị xem, mẫu nó mẫu gì. À, em cũng đã bơm rồi nên em không có tháo ra làm gì ha. Em đã bơm rồi. Thì cho anh chị đón cái mẫu này mẫu gì thôi. Mẫu này là mẫu con ngựa nha anh chị các bạn, ngựa bông ha. Con ngựa bông. Rồi, em sẽ cho anh chị xem cái hình cụ thể ha. Một cục như thế này cũng là 12 con nha. Anh chị lưu ý cho em ha. Đây, mẫu mã cũng khá là đẹp, khá là dễ thương anh chị các bạn. Nói chung là những cái mẫu mã này nhìn rất là hấp dẫn nha. Màu sắc cũng bắt mắt nè. Cái mẫu này bé trai bé gái gì cũng phù hợp chơi cả. Trai gái cũng phù hợp cả anh chị các bạn. Cò bơm nằm bên này ha. Kèn nằm ở đây, kèn nằm chỗ này nè. Kèn nằm cái đuôi anh chị các bạn. Đó. Thì hình ảnh chân dung cụ thể như thế nào thì các bạn cập nhật cho website á, em có chụp rồi. Ở đây thì chỉ quay cho anh chị xem cái mẫu thôi. Hả? Rồi, cái mẫu tiếp theo cũng khá là đẹp, nó không thua gì những cái mẫu kia. Đó là mẫu gì? Đây. Anh chị các bạn thấy mẫu nó mẫu gì không? Mẫu này nó có hai màu nha. Hai màu. Màu đỏ và màu hồng. Nếu như anh chị nào các bạn bán thì lâu thì sẽ nhìn ra ha. Mẫu này là mẫu con nai ha. Con nai. Nói chung là nó cũng khá là đẹp, khá là dễ thương á. Rồi bây giờ em cho anh chị xem cái hình cụ thể ha. Đây. Đây là con nai. Màu đỏ ha. Trên này dễ bông hoa. Màu sắc cũng có thể thay đổi nha anh chị các bạn. Hiện tại thì em cập nhật như vậy, nhưng mà sau này nó có thể thay đổi nha. Có thể là màu khác cũng không chừng, cái là ngẫu nhiên ha. Trên này là có lỗ tai này màu xanh lá ha, xanh lá cây, màu vàng, nó cũng có thể là thay đổi màu nha anh chị các bạn. Nói chung là hình hài thì nó giống nhau, nhưng mà về màu sắc thì nó có thể thay đổi. Đó, anh chị và các bạn lưu ý. Rồi, đây là màu hồng nè. Nói chung là những cái hình ảnh mà em đã cập nhật website thì những anh chị nào các bạn mà bán thì nhìn sẽ ra, không cần phải xem video. Nhưng mà cái video này em muốn cập nhật là để cho nó cụ thể hơn, cho nó rõ ràng hơn. Cho những anh chị và các bạn hoặc là ba mẹ mà muốn mua cho con em chơi mà chưa trong buôn bán thì cũng có thể nhìn ra được cái sản phẩm luôn. Mà mình có muốn mua hay không cũng dễ biết. Đây là màu hồng ha. Trên này cũng là màu xanh lá cây. Màu sắc thì thay đổi rồi, nãy em đã lưu ý rồi ha. Màu sắc thì thay đổi chứ không thể nào chung nhau được. Cò bơm nằm này, nó cũng có kèn nha. Để em xem, kèn nằm đây. Kèn nằm bên chân này nha anh chị các bạn. Kèn nằm bên chân phải ha. Anh chị bóp kêu ha. Rồi, những sản phẩm này thì có những lưu ý gì và cách bơm như thế nào thì em cũng đã làm video chia sẻ rồi ha. Anh chị và các bạn có thể vào cái kênh YouTube của em á, rồi xem cái danh sách là thuộc về bong bóng á, đồ chơi bong bóng á, thì bên đó em sẽ có những cái lưu ý và những chỉ chia sẻ những cách bơm á, thì anh chị có thể xem những cái đó ha, trước khi mình muốn lấy về mình bán hay là muốn mua cho em ta chơi ha. Khi mua chúng ta mua về buôn bán hoặc là mua cho em chúng ta chơi, chúng ta phải biết được các sản phẩm này bơm sao ha, rồi nó có những lưu ý gì ha. Rồi anh chị xem lại giùm em các video trước. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Hẹn anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn nhiều ha.